Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 7 tháng 12 năm 2022 của Bài Việt Ngữ đã cho tự do với những nội dung chính sau đây. C04 ma túy trôi dạt ven biển miền Trung nghi do tội phạm phi tan. Bắt thêm một người tham gia hành hạ giả mang hai ngư dân trên biển cà mau. Lâm Đồng án tù cho người tàn trữ tuy bản động vật quý hiếm. Các nước G7 đề nghị cho Việt Nam 15 tỷ đô la để bỏ điện than Vinh Pháp để đơn xin IPO tại Mỹ. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 7 tháng 12 lên tiếng giải trình về kế hoạch lắp camera giám sát an ninh, giám sát cháy, an toàn giao thông với giá hơn 1 tỷ đồng một chiếc. Truyền thông nhà nước dẫn giải trình của đại diện Công an tỉnh Bình Dương đối với công luận trên Facebook cho rằng lắp 421 camera với kinh phí 469 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đồng một chiếc, là thổi giá xung quanh có thể giác vàng 4 số 9 kim cương. Một số bình luận còn nêu rõ, sau khi tình hình công nhân dân chúng còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả dịch COVID-19, tình hình thế giới bất ổn, việc lắp đặt camera có thực sự cần thiết hay chưa? Thượng tá Nguyễn Minh Thân, phó trưởng phòng tham mưu thuộc công an tỉnh Bình Dương nói với báo chí rằng số tiền 469 tỷ đồng không chỉ là giá mua camera mà còn gồm các hệ thống phần mềm, trung tâm điều hành, trị lắp đặt cao hàng chục mét, vân vân. một lượng lớn ma túy trôi giạt trên biển Việt Nam được cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 bộ Công an xác nhận đều có chung nguồn gốc nghi là tăng vật trong một vụ vận chuyển ma túy qua đường biển. C04 nhận định với truyền thông nhà nước trong ngày 7 tháng 12 rằng có thể vẫn còn nhiều ma túy tiếp tục trôi giạt trên vùng ven biển miền Trung. Theo C04, trong nửa cuối tháng 11 vừa qua, lực lượng chức năng và ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận liên tục phát hiện vớt được 58 túi ni lông trôi giạt trên biển, chứa tinh thể màu trắng, xác định là ma túy tổng hợp dạng đá, catamin. Lần gần nhất, hôm mùng 5 tháng 12, ngư dân Quảng Ngãi tiếp tục vớt được gần 20 kg catamin trôi vào bờ biển. Cũng theo C04, ma túy trôi giạt vào vùng biển Việt Nam không phải là lần đầu tiên. Trước đây vào năm 2019, 2020, ngư dân Việt Nam cũng từng vớt được một số lượng lớn ma túy tương tự. Qua kiểm tra các gói ma túy mà ngư dân ven biển miền Trung vừa phát hiện trong tháng 11, C04 cho biết các gói hàng đều có khối lượng 1 kg và trên các bao hàng đều có rong rêu bám vào. Do đó, C04 nhận định khả năng là những gói hàng trên đã trôi giạt trên biển ít nhất một tháng và đều có chung nguồn gốc là tăng vật trong một vụ án vận chuyển ma túy qua đường biển do các đối tượng nước ngoài thực hiện. Hiện C04 cho biết cơ quan này đang phối hợp với các nước có vùng biển lân cận như Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Đài Loan và Cơ quan Phòng chống ma túy Bộ Tư pháp Mỹ, DEA, tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc số ma túy trên. Hôm 7 tháng 12, công an huyện Trần Văn Thời, cà mau cho truyền thông hay đã khởi tố bắt tạm giam Sử Chí Tâm, người thứ tư tham gia hành hạ ngư dân Trương Văn Trung trên biển để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo điều 40 bộ luật hình sự. Công an xác nhận Tâm là người dùng điện thoại ghi hình Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tị và Nguyễn Văn Hùng, những người đã bị bắt tạm giam trước đó đánh đập hai ngư dân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình hồi tháng 5 năm 2022. Tâm sau đó đã chuyển video cho nhí, hiện chưa xác định được nhân thân và nhí chuyển cho một người khác đăng đoạn video đó lên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ. Cũng theo công an, trong lúc đánh bắt trên biển, Tâm có tham gia cùng ba ông Toàn, Tị và Hùng đánh đập ông Trung, kết quả giám định cho thấy ông Trung bị thương tật 48%. Riêng nạn nhân thứ hai là Lê Văn Bình 30 tuổi, công an vẫn chưa thể liên lạc Tòa án thành phố Bảo Lộc vào ngày 5 tháng 12 tuyên án 5 năm 6 tháng tù đối với ông Hoàng Văn Tình về hành vi tàn trữ trái phép các tiêu bản động vật hoang dã, quy cấp, quý, hiếm. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV thông báo như vừa đeo vào chiều ngày 6 tháng 12 và được truyền thông về nước loan đi. Cụ thể, số tiêu bản mà ông Hoàng Văn Tình sở hữu tại nhà được cho biết gồm 3 đầu bò tót, một đầu gấu ngựa, một tiêu bản vượng đen, má vàng, hai đầu sơn dương, một đầu mang lớn và nhiều bộ phận cơ thể động vật hoang dã khác. Các quốc gia công nghiệp phát triển G7 vừa đưa ra một đề nghị mới cho Việt Nam trị giá 15 tỷ đô la để chuyển đổi sử dụng năng lượng từ than sang các nguồn năng lượng khác thân thiện hơn với môi trường. Hy vọng được đưa ra là Việt Nam sẽ đồng ý với đề nghị này vào thượng đỉnh giữa EU và các quốc gia Đông Nam Á vào ngày 14 tháng 12 tới tại Bruxelles, Bỉ. Reuters trích ba nguồn giấu tên biết về những thảo luận giữa hai phía cho biết như vậy. Theo Reuters, hồi tháng trước tại thượng đỉnh về khí hậu COP27 diễn ra tại Ai Cập, Việt Nam đáng nhẽ đã ký kết một hợp tác chuyển đổi năng lượng với các nước G7, nhưng các cuộc thảo luận cấp cao đã không thể thực hiện. Để thuyết phục quốc gia nằm trong số 20 nước sử dụng nhiều than nhất thế giới, các nhà đàm phán dẫn đầu bởi EU và Anh đã đề nghị một gói tài trợ gồm các khoản vay từ khu vực công trị giá 7 tỷ 500 triệu đô la và một giá trị tương tự từ nguồn khu vực tư. Reuters dẫn nguồn từ các quan chức phương Tây cho biết đây sẽ là đề nghị cuối mà G7 đưa ra cho Việt Nam trước khi diễn ra thượng định. Hiện cả Việt Nam và EU đều chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Hiện cũng không rõ liệu Việt Nam có chuẩn bị để đồng ý với đề nghị này hay không. Công ty xe hơi điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa chính thức nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại thị trường New York, Mỹ. Nikkei Asia ngày 7 tháng 12 loan tin, trích dẫn thông tin từ VinFast cho biết công ty xe hơi điện non trẻ có nguồn gốc từ Việt Nam mong muốn được đăng ký vào Nasdaq với mã VFS với Citigroup, Credit Suisse và Nomura là các hãng tư vấn tham gia cho VinFast trong hồ sơ này. Nikkei trích thông báo của VinFast cho biết cổ phiếu có thể không được bán và đề nghị mua cũng có thể không được chấp nhận trước khi thông báo đăng ký có hiệu lực công ty cũng không cho biết giá của các cổ phiếu sẽ là bao nhiêu mà chỉ cho biết sẽ là sớm thông báo cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của bay việt ngữ đã cho tự do hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook RFA tiếng việt